kinh doanh thời trang thành công từ A đến Z của tác giả, diễn giả, CEO Nguyễn Huế. Xin đồng nhiệt chào mừng tất cả mọi người. Thì muốn kinh doanh cái gì thì đầu tiên là chúng ta phải có một sản phẩm tốt và khác biệt. Khi mà biết đơn một cách đơn giản và bằng cái trải nghiệm của mình thì nó sẽ rất nhanh. Chị muốn không chỉ sinh ra là một CEO mà chị cũng là một người có ngoài phút rất sắc nét, và bản thân chị ấy không chỉ chia sẻ những cái kinh nghiệm quý giá của chị ấy mà chị đang lan truyền một cái tinh thần khởi nghiệp cho tất cả những ai yêu mến và muốn kinh doanh ngành thời trang này. Kinh doanh là cụ thể mà chị nói về cái con đường khởi nghiệp của mình để truyền động lực cho những ai đang đam mê kinh doanh để khởi nghiệp, cũng như là những ai mà mong muốn có cuộc sống đam mê hạnh phúc hơn. Khi biết thương hiệu Việt Nam một năm ra 30 khách thì theo tôi cũng là rất là hiếm. Thì đấy là một điều mà tôi rất là cảm phục những người mà xin chúc mừng em. Đáng nhớ nhất của mình trong 34 năm vừa qua.